bà ok số đây bà thằng ngọc bà ok còn hay bà chân sầm rạp ngày nay dương bắt to chapter tiếp môi bà dương đó hay dương nâng bắt chọc vì bà chapter tiếp môi ngày nâng tại một đòn đấy ok chân sầm rạp sập đà muốn dương ban sắc xa clap clap mà hơi vì chapter tiếp của mỗi đại dương sắc sảo vì vì lại nhé ok chương khi ông ở ban dây đồng lực là quên tới rồi xa màu dương ngày nay riêng clay đấy hơi dương vừa mới bị chọc vía nhé ok ngày nắng bản chương thay nước dương và to tới nay sầm khan ở tỷ bấy cái dương cứ của mỗi chọc bấy inter vi line routing using router bản chương inter vi line routing using router nước dương xong đau từ lưu một siêu bài mũi để dương ai router đồng bây giờ platy lồng hồ trả cho vì VLAN mũi từ căn ở VLAN mũi xây tiền và đời khi dương bạn đang hay mũi VLAN cứ mũi network đại trở lại nhé bản chương đồng bây platy vì network mũi từ căn network mũi cứ đôi khi dương đang hay cứ dương pra opaco store thứ bảy và hơi router cứ chỉ opaco mũi đồng nào căn ở store thứ bảy nhé ok chứng anh ấy chia ca này dây chia rùm bẹp bòn nâng bà phần này xong khăn tí bấy của môi chạy bấy nâng cứ bà dựng sắc xa pi một chiếu bái cái nông ca bóng lạc tì lùm hô chả ra cho pi vi lai môi thực căn vi lai môi tiết đòi prai prai router ok tỏ lâu khi dừng cho tôi sắc xa lùm ật tầng ọc nế bà chân lực nông phần này của môi bà chạy bấy nít cư dân sầm đau từ lư bà bấm lạc tì bì VLAN mùi từ căn ở VLAN mùi xây dựng nâng hào thà bà Inter VLAN Routing bà chắc nên mơ khi dân mơ thả tá Inter VLAN Routing nâng vì operation như mệnh bà vì thơ ca như mệnh nhé ok chân chia chấm nào bà đoàn đồng bốn khi dân trao đăng thả ta ở vây chia Inter VLAN Routing bà chân được xem ban ở lương lang muốn nâng hỏi bà biết là inter xong đào tha rồi viếng bà between hay routing bà ca cũng nó flow hay VLAN nhưng đang hay bà virtual LAN chứ inter VLAN routing xong đào từ lương ca cũng nó flow rồi viếng VLAN mũi từ can VLAN mũi tiệt mà như vậy là nghe vô mất cứ ca bằng lạc đi lùm hồ trả cho bây giờ VLAN mũi từ can ở VLAN mũi xây tiền ok bà hay cái ai pra router rồi ai pra switch số top thứ bảy rồi xa switch số top thứ bảy vì ai đào tour để thi chi router bàn bè chẳng cái dương mơ ca ca phải chạy một thời đi switch số top thứ bảy ở ai giờ bấm lát đi bà đầu viên ở VLAN ban đòi comment chụp nuôi bị router bà chẳng biết đây tha VLAN là switch số top thứ bảy nữa mình ai miên tụng nẹt tụng nào kia bán này prosum và admin chúng nuôi PS, P router, ok, bắt miền chúng nuôi P router, cứ computer nó không ở VLAN này switch từ top TP nữa, bà để thật nó không VLAN xây cái nó up ai, theo theo cái bà này, chẳng à nó chia chúng nuôi để cái dương chạm vào đó nhé, bà đồng bây ơi computer nó VLAN xây cái này miền là tập hiệp đồng ca, bà xây theo theo cái này, theo ca chúng nuôi P router. Hai inter VLAN routine này được xem ban ở lương lang mình chứ bà dương sầm đau từ lơ đồng nai ca này ca bình chun bà cái hào tha forwarding network traffic bà vẽ toàn nừng đồng nai ca này ca bình chun bà lùm hô trả cho bằng đá nhưng bà pi VLAN mũi bà từ ca nở VLAN mũi xây tiền bà đòi prapras opo có cái ao chim tha router bà using ở router bà chắc chắn miễn bay chúng được cái gì nông ca bấm lát ti lùm hô trả cho pi bà VLAN mui từ can VLAN mui xây tiến đang dương miền bay chấm rơi hơi xem thọ ban ati bay clac clac hơi pi bà ngày tập bố á bà ok chương chấm rơi tí mui dương hào thà legacy inter VLAN routing hay legacy inter VLAN routing cứ chia chấm rơi bà hào thà kê đồng này là you long này bora ra này đấy ok hay chấm rơi nó cứ dương pra mua ở physical interface bằng router và đồng nang ao mua ở VLAN
chăng đôi ba bằng hai đồng rupee này anh ấy cứ dùng prai chấm rơ tí mui cái gì vậy cái tha legacy intervillain routing chăng đôi cái dùng bàn khơi không ngờ đa giải gram này dùng miền pi villain bà cứ villain lấy đắp hai nâng villain lấy giờ sản sập nè ok chăng đầm bay mu traffic long cat ở pi villain nữa à đòi prai chấm rơ legacy intervillain routing này cứ dùng tờ ca pi physical interface bảo router đại trở lại chắc đi dùng khơi nhờ physical gigabit zone slash zone bảo router vô anh bà xâm rạp đồng nàng ôi kháng VLAN lịch đáp hơi physical interface gigabit zone slash mùi bảo router vô anh bà đồng nàng ôi VLAN lịch sản sật ok chân chùm rơ lê cả xí ní chùm rơ mùi mình có phá xáo tế bảo xâm bà ở tì hò tha bà sân ở dương miên ở buôn pram bộ môi bộ phơ bay rồi có đọc mà phê rồi có xam xa hà sắp rau à chia sẻ vi lại này tức chân khi dương chùm này xa ở tràn chùm này port lờ suite ở tràn chùm này port lờ router ở tràn mình tên chân chia chùm rước môi mình có bởi xa thì kê mình sau chia pra vi bảo mã này chân hai bàn kì hào vi thả ấy bà lê cả si inter vi lan rút thịnh vi chia chùm rước và bẹp kê đầm nãy là dư luôn rồi nhé ok bà hơi mùi tiết này dường kì hào tha router on a stick bà chân router on a stick này cứ chia chùm rơ mùi đầy dương ai mu đầy dương ai bóng lạc ti lùm hô chỉ ra cho bì VLAN mùi thực căn nữa VLAN mùi xên tiết đá bà nà dương bà tài mùi physical interface bà nó lưu router này dương bà tài mùi physical này bà tôi bây chỉ miền VLAN bà mang cả đói dương ai chạy mùi physical nó cứ chia và sub interface tôi nhé và chia chùm này giấy và tôi nó còn nâng mỏ ok chân dương ai plati lùm hô trả cho vì VLAN mỗi tôi can ở VLAN mỗi xe trên bàn nó lơ physical là interface bảo router tại mỗi cơ nó tha dương chai chia chùm này tôi ok hãy tính tiết dương nông lùm ẩn vì bật thay hợp nhé hồi chùm rơ mỗi tiết kì ai pra Layer 3 switching using switch virtual interface. Cứ dương pra switch top tí bấy. Và đây switch top tí bấy nâng dương trâu bà ca switch virtual interface. Mà mùi switch virtual interface cứ đồng nang ao dự bà mùi bì lạnh. Ok, chân cái này dương khả nồng cam bình tĩnh dương miên ở khả nồng Cisco Packet Tracer dương miên ở switch top tí bấy. Cái này dương click lờ ốp có switch này máu. Ok, anh ấy cứ switch top tí bấy mà multi layer switch ok chẳng bà xanh là cái này dương miên ở P được gọi bay VLAN nó lơ switch sửa top tí bay đi tao bà cao tờ switch virtual interface P được gọi bay tao tam chùm luôn vì ấy VLAN chẳng tam chạy virtual interface nâng ai mu traffic P ở VLAN môi tờ can ở VLAN môi xây dịch bản nè ok phần là khăn ông mê riêng ní cái này dương phát đau tờ lơ tai bóng lạc tì P VLAN môi tờ can ở VLAN môi xây dịch đòi pra router tại phần nó cứ dùng router tăng một show by bài legacy hay nâng tăng router on a stick inter VLAN này ok chân tính tiết nó cứ nâng dùng thua lại mà bẹp bọn nâng inter VLAN đủ thịnh nâng ok ta hỏi là dùng tầm mơ tính sân hay chạm dùng nghĩa mà thua lại dùng vịnh bà chân dùng miền bày chùm rớ nè còn là chùm rớ đại bênh này giống cái dương này nè bà dịch 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 pi nếp này dưỡng nè pi thằng lớn ấy cứ chùm rớ bênh này giống cứ router on a stick inter VLAN routing cái prai chẳng chừng legacy inter VLAN routing anh nói trong ca prai router nó ca plati pi VLAN mui cho can VLAN mui xây tiết nhưng mà anh dạy bẹp pon đó là layer 3 switch đấy nè ok bà ok tỏ ở lời dừng cho tôi sắc xa lòng mặt bà tiếng ọc nế bà bẹp pon nâng bà chùm rơ đài dương ao chùm tha legacy inter VLAN routing bà chân đôi khi bán ảnh thì bài môn nâng bà vì chi bà chụp rước nâng cư vì dư luôn hầy vì kê đồng nai hầy chân khi dân cư nhờ kê bà bia tha in the past bà chân ca phi ở môn á khi dân ca phi ở tây thả cáo bà kê bà chụp rước ao chụp rước tha legacy inter VLAN routing nâng ca bóng lạc tí phi ở VLAN mũi tờ ca nở VLAN mới xe nhỉ bà xe tiện nè ok bà hơi nhưng mà chúng mình nâng được cho mà lên lang mình chứ
router interfaces was used to route between VLAN. Chứ bảo sao là cái dân miền ở VLAN chán trao ca interface bảo router nó chán đài đồng bây ai bấm lạc tì bì VLAN mùi mà can ở VLAN mùi đằng hai VLAN này mùi đồng mùi cứ trao ca shop từ can ở physical interface bảo router mùi ở thì ho đôi ba bằng hai nít bảo sao là dân miền pi VLAN bà VLAN lịch đáp hay VLAN lịch xam sao vậy chân tớ shop physical interface mới một can VLAN lịch đáp hay physical interface mới tiết một can VLAN lê vậy xam sao ok chân bà miết bay VLAN tớ ca bay physical interface bà router đại trở lại bà miết buôn tớ ca buôn đại trở lại nhé ok packet would arrive on the router through one interface be routed and leave through another. Chẳng phải là cái chọc tên này mà đào router ta dạy interface mới ai bà bấm lạc tì mà interface mới tiết bà đâm bay ai mà can cố đào nâng ok bà tì hò tha pi VLAN lấy đọc tẹo tâm tờ can VLAN lấy xàm sập chẳng từ cái chọc tên này nó cứ bị chung mà đào router ta chỉ cái bị sổ sạch sốt hay chênh màu chi cái bit zone là bả mùi mà đa lấy cô đa cứ nó không vi line lấy ấy sản sập nặng nhé ok chẳng hạn nó cứ trong ở miền này chẳng nhé cái gì ok hai cái gì mà ca cũng nói sập qua và to tiếp because the router interfaces were connected to VLAN chẳng đời xa ta interface bảo router nó trong ba nữa bả to shop tập can ở VLAN and has IP address from that specific VLAN. Hay trong ban cộng nọt ấy bà IP address bà xâm rạp cộng nọt xâm call ở VLAN chạy lẹ nâng. Bà chẳng đời xa ta interface mùi cho một can ở VLAN hay interface này mùi nâng bà rao tới ban cộng nọt IP xâm call chạy lẹ bà xâm rạp một can ở VLAN nâng chẳng thưa ao giờ VLAN từ pi nó cứ ai và sai tệ tờ kỳ bản miền này thay computer được không VLAN để cho tờ căn ở physical interface này mùi bỏ rao tờ nó cứ ai và sai tệ tờ kỳ bản hơi ở vây chỉ bánh ha chỉ mùi nâng ở legacy inter VLAN routing ít đối chương bàn lực làng chắc large network with large number of VLAN require many router interfaces chẳng bởi sân ở dương miền bằng đang thông tờ liền nhé hơi miền chủng luôn nó VLAN nó tràn chân đồng rau ca router để miền ở interface nó bà tràn này tiếp ai chơi top tận nâng bà chủng luôn VLAN được tràn nâng chân hai ban chia chủng luôn nâng kê mình sau chỉ bên nhiều mấy ba chỉ bón đi rồi xa dương chủng này sai off tràn chủng này port the switch off tràn chủng này port the router off tràn đấy person ba dương miền ở VLAN căn tại tràn bà hơi đời xa tại kê mình bây nhìn dùng đồng ca pra chế bọn ní bà hẳn chân hai ba là vì kê đã cho chìa legacy inter VLAN routing bà vì chìa một chiêu bài đồng ca bấm lạc tì chá lòng VLAN bài dù lông bà hơi bà kê pra bị legacy hơi nè kì dường nè ok bà nè tôi bây giờ nè cái bài kê dường lương vì dơ mà bằng hai anh chính đấy đồng bây giờ kê dường dù bà vì lẹ cả nạ bỏ vì nè ok ở lại dương bắt to từ tiết vẽ form nâng ở bà bấm nó chấm rơi mũi tiết không ca bấm lá ti vì VLAN mũi từ can ở VLAN mũi xây tiết cái ao chấm tha router on a stick inter VLAN routing chân router on a stick inter VLAN routing đôi chấm lượng lang một lượng lạc lá hết cái gì tôi bây dương miên bấm man VLAN cả đời ở ti ho không đài cá mới dương miên ở bay VLAN bà miền ở VLAN lệch đáp VLAN lệch mà thấy VLAN lệch xàm sập chân bấm lá ti đầu viên bay VLAN nó tạm dạng một chiêu bay được khóa tha chùm rơi mũi ở chùm tha router on a stick inter VLAN routing bà dương trâu ca tại mũi physical interface bỏ router tại bản lọc bà áp chăm bạch trâu ca bay physical interface đại đại lại vậy cứ dương trâu ca tại mũi interface tại bản lọc bỏ router bà mũi physical tại bản lọc còn là tha mùi physical nó dân chai về chỉ bay chậm nay tui tui cái hao tha logical sub interface bà chỉ chai về chỉ bay chậm nay tui tui chắc là tay ho interface
physical bao đào từ vốn này chi cái bit số và số chương dương trai vì chỉ sub interface cái dương khơi như ban cộng lọc xong còn đấy và dương trai chỉ sub interface cái dương vừa đi thông tích số mới bằng lớn đấy thì như tôi nói sẵn đó nè kì và dương trai chỉ ấy sub interface cái dương khơi dương trai chỉ bay sub interface cứ chi cái bit số và số chơi đáp và chương chi cái bit số và số chơi đáp nó chia chấm này tôi mùi bỏ chi cái bit số và số và cứ chỉ sub interface xâm rạp một can vi lên lệch đọc và trước này dân trách đọc này cứ xâm qua tha một can vi lên lệch đọc hay dân đã IP cái này dân đã IP ở đã IP là physical interface hết á và cái này dân đã IP là physical interface cứ ban bằng nang ơi tại mùi này vương tệ bằng nọt ok chân dân đã IP ơi sub interface và đã miễn IP address không cả này đi mà rồi chật tí check đọc bằng bớt, check đọc, check mùi. Ok, chứ là nó chỉ IP sub interface chi cái biến xôn, xa xôn, check đọc đồng nang, ai mà can vi lên lệch đọc. Ok, hơi dương chai chỉ P sub interface tiết cứ chi cái biến xôn, xa xôn, check một phí có chi chùm này tui mùi bỏ chi cái biến xôn, xa xôn đấy và để miễn IP bằng nít cứ xâm rạp đồng nang, ai vi lên lệch một phí hơi nâng chi cái biến xôn, xa xôn, check xam sắp chia chấm này tôi mua bao chi cái biết số ra số đấy và xâm rạp đồng nang ao vi lan lê ấy sản phẩm chứng bờ dương miền bảy vi lan mùi physical interface bao đào tới nó cứ dương tới chai vi chỉ bấy chấm này tôi hai ca đã IP cái này dương đấy và cứ dương đã IP ao sub interface để sao sub interface nó cứ đồng nang ao mùi vi lan và đồng nang ao mùi vi lan cứ tăng ôi mùi network để sao mùi VLAN cứ mùi ấy mùi network đại trở lại nhé ok chân anh ấy chấm nói để cái như người cha bà rằng hai link nhé để to bị switch to switch mà cứ trao đại chỉ trăng mà mình tha chấm rơ legacy rư co chấm rơ ấy mà router on a stick để sao trăng port cứ chỉ port để miền plau từ căn group vi ấy VLAN nhé mà chân link để to bị switch to switch trao đại chỉ trăng hai chấm rơ router on a stick inter VLAN routing này link để top shop bị switch từ router có trâu từ chiếc trang này và trâu chiếc trang này ok hay sub interface này chứ ai ai vì pra phía xa và đôi trang đồng bây vì miền lạc tiếp không cao và sai chạy tao chỉ mùi trang lưu lưu ấy lưu switch nhé ok chẳng cái dương mà mơ ca bật chạy bật thám và đôi chung bàn lưu lạng chứ và router on a stick approach use only one of router physical interface chẳng cứ pra interface bằng router tại mùi tại bằng nó nè ok one interface one of the router physical interface is configure as và chẳng interface tại mùi bằng router nó dân trao rip chom vì chìa bông bay rồi p dot one q trang port và trao rip chom vì chìa bông bay rồi p dot one q trang port hết ấy mà trao riêng chẳng đời xa physical interface bỏ router nữa trao to shop mà căn trang port bỏ switch hay trang port bỏ switch và standard và protocol xong rạp trang thì dân cứ ấy cùng bay rồi p dot one q chẳng đồng bay ở physical interface bỏ router này để shop mà trang port bỏ switch này ai chạy tới cái bán và sub interface bỏ viên nữa trao shop chi ấy trao ai bà trao shop chi ở cùng bay rồi pi dot one q này bà tư vi ai tụm nè tụm đâu kia bản đấy đó bà tại sao khi dân khơi thà chi cái biết số ra số chạy đóm đấy cứ bà xong rap tụm nè tụm đâu mà thẳng để plug một cam vi lại lại đọc được trang này chân phía xa bà trang cứ ấy cùng bay rồi pi dot one q chân sub interface lừa đảo tới nước trao cùng bay rồi pi dot one q này chẳng pi nước trao tại pra protocol đôi kia tiếp ai vô kia bản ai tập sai tại kia bản mà hai bậc này dân và ba vô kia thả protocol dân ai trao thả phía xa một tầng nghỉ dưỡng đấy và đôi dân chắc đấy dân xong tầng nghỉ vô kia bản to tập trao phía xa đôi giấy đôi kia và sau là khi ông giấy máy hay dân giấy chấn ok ta vô kia cả đấy ở cả đấy chắc là lơ physical interface bảo đảo tới sub interface với nước trao tại bà riêng chăm chia bấm bay rồi pi dot one q bà ở ở slide top chỉ môi nâng ấy phía xa bắc thang là lừa switch
bà bà chẳng thế vì ở miền là tiếp nó cài vô cái bàn này bà ở miền là tiếp nó cài vô cái bàn mình ai mu traffic bây giờ VLAN mới tới can VLAN mới xây dựng bàn này ok chẳng là nâng đại nét có cái trâu chạm vào đó nhé ok hai chúng mình bắt đầu tiếp logical interface are created one sub interface per VLAN chẳng logical sub interface nó cứ trâu ban bằng cả mà dương dương ta bằng cả đó hình tiết chăm dương bằng hai thay dương bằng cả mình và đài môi sub interface nó cứ xong ra mùi VLAN thì chẳng bởi miền bay VLAN chẳng khi dương khơi kê bằng cả đấy bay sub interface hai bởi miền pram VLAN cứ pram sub interface chẳng nào hai ở vậy để khi dương ta chạp ở đó chỉ môi nâng ở ca bóng lạc ti vì VLAN môi tự can VLAN môi xe tiết tạm dạ ở router on a stick inter VLAN routine và interface thì mỗi nước trong miền ở capacity via xong rộm trong miền là bươn via xong rộm nhé và dạng hỏi nhá có mà rồi mình biết phải sẽ khấn này đầm bay ai bấm lạc ti xong cắt VLAN cho nó nâng và sân là interface nâng là bươn cao nâng với ai phải cho nâng bánh ha nâng ca bấm lạc ti xong cắt VLAN nó cho nó nâng đời xa nhưng tôi chạy với chị chụm này tui xong rạp VLAN thì mỗi nhá ok và chúng ở đây cứ chỉ ca có sầm cỏ hay ở đây để khi dương ở có sầm cỏ mới tiếp bẹp con đường default gateway box computer nó không ở VLAN này mùi chúng ta IP mùi na chia default gateway box computer nó không VLAN này đọc chúng IP này sub interface chia cả bit số ra số chạy đọc nè mà đặt miền IP mà đó chạy pi chạy đọc phẩm pơ chạy đọc chạy mùi nè chia default gateway rồi bỏ ấy group computer thì ở nó không VLAN này đọc ok hai đôi kia đây này IP này sub interface chi cả biên số ra số cho một thấy để miền IP mà đó chất pi cho đọc cũng bớt cho chạy mà thấy cho môi nè mà chia default gateway bọc computer thì lại nó để thật nó không VLAN này mà thấy hai IP này sub interface chi cả biên số ra số nữa cho xem sắp và đại miền IP mà đòi chất phí chạy đọc bằng bớt chạy xam sắp chạy mũi chia default gateway bọc computer tiền lại ná đài thất nở nóng VLAN lịch xam sắp chẳng phê được như dương riêng trong IP đã ao dự và computer nó nóng VLAN thì mũi trâu đã IP ở bàn trâm trâu sắp nẹt mà ở bàn trâm trâu default gateway ở bàn trâm trâu và sau đó khi dương đã ở bàn trâm trâu thế mà tôi bây chỉ khi dương riêng cho mà config mà inter VLAN routing ta một chiều ba ở router on a stick nâng trâm trâu có đó có computer ở tầng nâng admin là tập hiếp nông ca prasai tại tầng kỳ đại ok chẳng phêl đài computer được nông VLAN thì mùi prasai tại tầng kỳ cứ vì bị chun và mà trang phó bỏ switch hay trang phó bỏ switch cứ bị chun tầng can router và bản router bị chun mà vĩnh hay bản switch bị chun mà can ở cool down này VLAN thì mùi và tí tiết dương demo mô bị chết nên dương đừng khơi và dương đừng lộn bắt tập thể nhé ok tỏ lời khi dương mơ chấm mạch và tỏ tiết cứ dương cho đó là configure legacy inter VLAN routing và chắc bẹp con nâng dương rip chom ao computer nó không ở VLAN xin kia ai bảo sai chạy tờ kia bán tam dạ một chiêu bài bộ rán mà một chiêu bài bìa tay đã cá kì ao chúng ta legacy inter VLAN routing chẳng kia dương mơ configure legacy inter VLAN routing và preparation và chẳng đồng bây ai computer không VLAN xây kia ai và sai tệ tơ kia ban tam một chiêu bài pi ở tây tạ cao nữa đại hào thà lê cả xí nữa ta dân trâu riêng cho mình là và dân trâu riêng cho mình mình và bẹp con đường preparation bản chân kia dân trâu riêng cho mình thì mỗi cứ dân trâu miền ở router đại miền ở interface group cron chlai top tận nâng chụm luôn ấy VLAN nữa và đôi bàn ở bật trẻ chứ require a router to have multiple physical interfaces chẳng dừng trao ca router để miên chùm luôn ở physical interface nó chẳng hết ấy bạn chẳng kia dừng đời xa ta bà dừng miên VLAN chẳng bà mùi physical interface bỏ router cứ xâm rạp mùi VLAN chẳng bà router bà dừng miên physical interface tại mùi ta ai
bấm ping ơi chụp luôn ở VLAN pi bay buôn pram ấy bán đấy áp bán này đời xa mà siêu bay bay ở lê cả xí đứng bạch hát môi physical interface bỏ rào tới cứ ban tại môi VLAN tại bọn nó chân ca đêm chóm tôi miên ở rào tới đại miên này bà interface ra bà đồng bay slide top tận nâng chụp luôn ở VLAN này. Ok hai đôi khi dân ban đang rồi mà hỏi nhưng mà each one of the router physical interface is connected to a unique VLAN. Bà bên đây tha mùi physical interface bà router đó cứ top shop tập cam VLAN ban tại mùi cột và thì họ dùng miền pi VLAN đấy kể chân chi cái biết zone ra zone bà router vốn một can VLAN lại đáp hơi chi cái biết zone ra mũi một can VLAN lên ấy sản sản. Ok hai interface này mùi nữa nè dương tôi đã IP bà address đấy bà và dân tôi đã IP address ở phía và xong rắp subnet chạy lẹ na mùi và để tăng ôi VLAN chạy lẹ nặng và interface is also config with an IP address for subnet associated with particular VLAN và chẳng miền này mấy cái gì và miền này tha interface này mùi bảo rao tới nữa và physical interface thì mỗi mỗi router đó tôi đặt IP và chạy lẹ na mùi và xong ra về VLAN chạy lẹ nặng chứ ở thì họ chỉ cái biết số ra số này nhưng đặt mà đó chạy pi chạy đọc bơ chạy đọc chạy mùi ok mà anh nó cứ xong ra ôi VLAN lệch đọc hơi interface chỉ cái biết số ra mùi đấy cứ mà đó chạy pi chạy đọc bơ chạy xam xong chạy mùi đấy, xong ra VLAN lên ấy bà xàm sập, ok, chứ interface thì mùi nó cứ tớ đặt IP bà chạy lẹ nào mùi bà xong ra shop chỉ mùi VLAN chạy lẹ nào mùi đằng, ok hai ốp cổ nó cũng bà VLAN đi mùi thì mùi đằng, ở tí hoa computer rồi có server, rồi có IP xếp xếp bà network printer chỉ đào nó cũng VLAN lên đọc nữa à bà chân default gateway bảo viết cái này gì default gateway bảo viết cứ chia IP bỏ chia cái bit zone slash zone và trên computer từ on nó không VLAN lệch đáp default gateway viết chia bỏ chia cái bit zone slash zone ok hai chấm này ai computer nó không VLAN sam sắp vĩnh và default gateway với cứ chỉ IP bỏ ở chi cái bit zone slash mũi nhé ok chắc là nó chia chấm lệch để cái gì từ chạm vào đó muốn nó riêng ban để dây khác là hại tỏ ở đây riêng mơ pet pon nó người ca rip chom ai bấm lát ti bị VLAN mũi từ cam VLAN mũi để riêng ta một show bài lên cả xí đứng chắc riêng từ thôi ca configuration tiền nâng lửa switch tiền nâng lửa rau ấy rau tờ à lâu khi dân mà chạp ở rong configuration lửa switch một và trên chấm lệnh nâng cư xâm khán khi dân và tốt bì khi dân vô hỏi khi dân trâu check configuration á và ọt check configuration thế à ca vô và dân nâng vì ọt toàn miền này cực rõ này để sao vì ọt bổng bình ban nâng đọc đâu ca bổng lạc tì bì VLAN mùi thực cam VLAN mùi tì nâng. Ok, chân cái dân mơ đối ba mà bằng hai nó không ở rung phép này. Chân nó là switch, cái dân ta thua ếch là cái dân nó là switch cron tại riêng trong config VLAN hay assign port ở trâu tam VLAN cứ chỉ đường sạch admin thua ếch là này cứ cron tại bật cao từ VLAN từ tam đồng đầu cá hay assign port ở trâu tam VLAN cứ chỉ đường ấy mà cứ chỉ đường sạch. Ok, chân khi dân mơ đôi không ban bằng hai cộng đào dạy kram ấy dân miên ở pi VLAN nhé. Và cứ VLAN lệch đáp VLAN lệch ấy và sàm sập. Ok, VLAN lệch đáp hay VLAN lệch sàm sập. Chân là không đào dạy kram ấy khi dân kì ai port ở file sản xuất xôn xa lạc đọc mũi hay file sản xuất xôn xa lạc bút nó không VLAN lệch đọc file sản xuất xôn xa lạc pram hay file sản xuất xôn xa lạc bút nó không VLAN lệch sàm sập.
chẳng năng được viết cái dương và cả pi vi lan cứ vi lan lịch đọc cho một sợi mùi máu vi lan lịch sam sắp cho một sợi mùi máu hơi à sign port ở trâu vi lan à vậy để khi trong ở cái dương chấm nắp ở đâu một tích cứ bà ở vậy là xem trong ở cái dương ở chấm nắp ở đâu một tích cứ vậy bẹp form nâng ở port bus switch để to shop bị switch từ router này cái dương cái này nó cái dương chạm ở đâu mình tên á bà cái dương từ ở xa nhảy từ VLAN chạy lẹ vào việc bà mình chân tí cam plati đồng hồ trở ra cho chọn cặp bị VLAN mũi từ cam VLAN mũi xây tiết mình ai cao miền bán này và cái dương à xa nhảy port để to bị switch từ router này ở bàn trầm trầm chân cái dương khơi thạp phá internet số slap bốn này bỏ switch này top shop một can ấy chi cái bit số slash số bỏ ấy router chứng đặt khát chi cái bit số slash số này cứ đầm nang mau sầm rap shop một can vlan lịch đọc chứng bậc kia dương assign file internet số slash buồn bỏ switch đi để top shop từ can chi cái bit số slash số bỏ router sầm rap mau vlan lịch đọc ấy cho từ vlan sam sắp từ vịnh mà ta ai tụm nè tụm đâu chơi long vlan ba này up ba này chúng ta dùng router chấp ở rộng lưu interface để to shop bị switch từ router port bỏ switch để to từ cam router đó và port nào để to từ cam interface bỏ router xâm rạp ở VLAN nào mới trao assign từ cam VLAN này áp ai chế ta assign từ cam VLAN nào có đẹp ra này và chế sài tích miên sập lê như dân hoa hợp khác và đôi cái này thì như thế phát ít sản xuất xôn xa lạ pram nâu lơ sweet ice one để top shop mà can ở chi cái bit xôn xa lạ mùi này rao tờ vốn này bà xâm rạp mà can VLAN xam xa biển khi nhiên trâu ta ở xa mà can VLAN xam xa ở chân bàn bàn pi này tự đạch đòi ấy đạch đòi lại chân khi nhiên chạp ở rộng rương ca ở xa port ở VLAN mẹn tên á cứ port đà shop bị router từ switch và chân đã vi ở trâu tam vi lan rồi xong bậc kia dương đã chi cái biết xôn ở chia sẻ file internet xôn sạp buôn hay xôn sạp pram nít nâu khăn ông vi lan lấy xam sắp tới mũi rưu nâu khăn ông ở vi lan lấy đọc tới mũi chân xâm nô xô tha ta ai mũ tra phê cho cắt pi vi lan đang bán ấy ọt bán này bê đặc kia dương đã port để to bị switch từ router từ pi nâng nâu khăn ông vi lan tới mũi mình đây tha cứ tại môi này vừa tai phần này phần nọ áp chạy đặt bàn pi này đấy này vừa tệ chân anh nó cứ chơi chủng loại để kinh doanh từ chập vào mình tệ ok ta ở lại kinh doanh mưa cà phê được ok nhé chân kinh doanh bậc cao VLAN pi máu hay đầm bay bậc cao VLAN kinh doanh show mà global mode máu VLAN này đã lấy sầm có ok anh VLAN này đáp mà VLAN này sam sấp mà bắt đầu máu assign port ở VLAN hay không biết cái app hai đã đặt số ấy nữa chân kinh doanh đặt số ấy đã tới đời xa dân ban riêng pi đặc biệt một ca config VLAN hỏi chắc cái dân mơ chia sẻ file sản xuất sao đọc mùi interface file sản xuất sao đọc mùi switch port access VLAN lịch đọc chân kê assign interface cho nông VLAN lịch ấy đọc và tốt mất sở lệnh ấy interface file sản xuất sao đọc mùi ok switch port access VLAN lịch đọc chân cái dân chụp nạp ở đó một tí cho dứt assign như sao đọc mùi mà VLAN lịch xam sắp chọc vào đời ok số slap buôn có VLAN lịch sam sắp số file sản xuất slap pram có VLAN lịch sam sắp ok chân bấm lát tì được viên VLAN từng tí nâng tạm dạ router đi mình hai cao miền bà này ok chân bắt đầu một tiết cho đào VLAN lịch sam sắp interface file sản xuất slap của mũi switch port access VLAN lịch sam sắp hay interface file sản xuất slap pram và switch port access VLAN ấy sam sập chân nó lơ switch cái dương thưa phần nó cứ chọn và tao mau dương thưa là ấy router router rất là nghe tiếp cái dương ở đây bảo ba thì cái dương đặt tại IP ở chi cái bit số ra số đi hai ba port nó ở tầm nào cá đặt IP ở chi cái bit số ra mũi ba port nó ở tầm nào cá cứ chỉ cái ấy cứ chỉ cái sạch ok tao ở lại chân châu mà mơ lơ router bản chân nó lơ router và how to router interface configuration
bà khi dương con ở cho mà global mode select interface nâng máu đã IP sắp đẹp mắt bao ở interface nâng đồng nợ cá ok bà chia ca sạch bà chân tên pi interface bao rao tới nâng con là select vía đã IP bà port ở đồng nợ cá select interface môi chiếc đã IP bà port ở đồng nợ cá cứ chia ca sạch ok chân ca configure inter bà VLAN routing tam bài bởi legacy này cứ admin ấy chỉ rương ở smoke smile thì bà thì ở vậy là sầm khám cái dương assign port để to bị switch từ router ở trăm trâu tam VLAN bằng chân thế bà cho mình phải hà đấy ok tỏ lời nhưng mà tính chất trăm trăm shop mới đến trăm trăm demo và hai cái dương đấy bà lời nhưng mà ở vô một số bài mới tiến sân hơi và toàn mỗi trăm trăm demo và hai ba trăm một pay được tí ấy riêng hai thứ bạn toàn đấy ok bạn trên trong pool mà một số bài mới tiếp cái ao chúng ta router on a stick chẳng như mơ ta dừng preparation này cả mà dừng tạo ca riêng trong này cả bạn chẳng một số bài đấy cứ tôi bà tên sông đấy chỉ môi nâng ở bà legacy inter villa routing mà tôi thường sống với mình thì dựng cứ dân pra bà đợi đợi dân pra VLAN trắng hay được sub interface dân khơi tha một số bài để ao chúng ta legacy ní admin ở trang admin sub interface ok dân khơi port để to bị switch từ router này miền trang ấy admin này hay là router này miền sub interface thế admin này chân bà dân tiếp bà dân tiếp tiếp ấy bà bây giờ tiếp tiếp một số bài từng pi nó cứ không có điện đại để mà đọc bà ở môi admin trang để to bị switch router hay router nó admin sub interface thì tay chấm phù router on a stick đi bà trang pra pra VLAN trang hay là sub interface bà chân port để to cho bị switch router này bà tao đã chỉ ấy trang hay bà interface bằng router này tôi đem chọn chỉ ấy sub interface bà hơi khi dân trang lên đăng hơi VLAN trang cứ ăn nhạt ở physical router interface nữa bà cứ interface tại môi bằng router nó cứ ai chỉ platy bà tôi cam trang VLAN bàn bà đôi dương ban ở sắc xa rồi mà hơi bà sắc xa rồi mà hơi nhé okay. Hay những mô physical interface bằng router trở tại to shop đó và physical interface of router must be connected to trunk link on the adjacent switch và chân physical interface bằng router này trở tại to shop một căn trunk link này switch để chất đường viên này để shop đường viên này ok và này cứ trunk link nhé và ok hay nên là router dùng tới riêng trong chỉ ấy và riêng trong chỉ sub interface đại mùi sub interface cứ đồng nang thôi và cứ chỉ flow sầm rạp một căn mùi VLAN mùi này vương này dùng bàn lực làng rồi và dùng bàn lực làng mình nhận đấy hay sub interface thì mùi mùi cứ khi dùng tới assign IP ở ban trăm tới và cứ mùi sub interface cứ mùi này vương đại đời ấy đại đời lại trong khi dùng tới assign IP nó cứ bay subnet đại đời lại IP ấy đại trở lại bị kia bạn đôi bàn bằng hai này chắc là đấy chia ở đây để dân tàu ca riêng chồng ok chắc là dân tàu mơ configuration tầng ngọt này chấm phố config router on a stick chắc là dân tàu config chẳng lơ switch chẳng lơ router bà có là lơ switch copy legacy trong tha dân tàu đặt port để to cho bị switch tàu can router chỉ ấy chỉ thẳng chẳng đơn switch này dừng ở tập ba thế cứ khi dừng rip chom bin line tam đồng đầu ca chạy sợi máu hơi tập top máu port bỏ switch để to tập can router nước tao đã vi chuyển chẳng đâm bay ở viên miên chấm này flow tập can group vi ấy group vi line tập ngỏ ok chẳng đơn là switch này dừng thua tay phần nước cứ chỉ ca sợi hơi đâm bay đặt port bỏ switch để to cho router chỉ trắng khi dừng còn select port đồng máu interface files is an SO slash RAM switch port mode trunk chẳng port nó được khai chỉ trunk vì miền flow tập can group VLAN trong cả mấy ní dùng miền VLAN lịch đọc miền VLAN lịch xàm sấp chẳng vì miền flow tập can VLAN lịch đọc tập can VLAN lịch xàm sấp hai có miền flow tập can VLAN lịch mùi để chia default VLAN đài chẳng phê đài
computer nó không vi lai lịch đáp chạy tâm mà computer nó không vi lai lịch xám sắp ấy. Và frame nó trao ban bị chung trên P computer không vi lai lịch đáp tờ suite suite bị chung tờ transport tờ transport transport bị chung tờ cam router tam chụp này lấy flow bảo vi lai lịch đáp đứng ok hai router tờ tôi bán và bị chung trên tam trăng mà cam bà tam sub interface để cho buổi trăng vi lai lịch xám sắp ok hãy ban chênh pi trang nước mau asset port hay mà can cool lấy cool down thêm một đòn ok chắc là nick chia đậm là cả ok hãy nâng lên router với khi dùng trong riêng trong config chia sub interface và nâng lên router với trong riêng trong config chia sub interface cái ao chúng ta router sub interface configuration và chân router trong config sub interface này và đậm bay ao giờ ai và đồng bây ai ai shop một can ấy chẳng tại sao sub interface này dương dương ai shop protocol cứ dot word queue để chạy top đơn phía xa bỏ thẳng và chẳng dương mơ bà sân ở dương miên ở pi và VLAN chẳng nâng lơ interface bỏ router này dương trâu và cao chỉ pi sub interface đôi khi dương bàn khơi chỉ cái bit số slash số trên đọc này cứ chỉ chấm này plug một can ở VLAN lệnh đọc rồi chỉ cái bit số slash số trên sam sấp cứ chỉ chấm này plug một can ấy và VLAN lệnh ấy sam sấp nè ok một can VLAN lệnh sam sấp chẳng khi dùng mà đam bay rip chom chỉ sub interface nó ta cái thứ mình chắc khi dùng cho mà global configuration mode máu interface chi cái bit số slash số check dot ok và cho nó cứ chia sub interface mỗi nó không chi cái bit số slash số này hai cái này dân check nó cái dân mẹ chia thật đã tập pi check dot mà pay sam sai tam về chất dân trong bà đấy nè cái này dân mơ từ lơ VLAN chạy sát đây nó được suy để chân miền VLAN lịch đọc hoặc miền và miền VLAN lịch đọc interface chi cái bit số slash số check dot này cứ chia sub interface sản phẩm shop mà trang port nó lớn switch để chia chấm này plug mà can VLAN lệch đọc hai bật top mouse này dương trâu ấy trâu shop sub interface nâng chìm mùi nâng protocol dot one queue đảm bây chơi top nâng phía xa bọc trang này chân đảm bây shop viên chỉ dot one queue kì miên phía bình chia encapsulation dot one queue hai dot one queue hết trâu shop chìm mùi VLAN ID lệch đọc bởi chạy tha dot one queue nâng cứ sản phẩm shop mà can trang port đại chia chấm này plug một can VLAN lấy ấy lấy đọc và toàn mất đại IP ở sub interface đang mở và IP cho mùi ấy sub lại mà chắc là nó cứ dương ban mùi sub interface và toàn một tiết cái này dương và cao sub interface mùi tiết nó lơ chi cái bit số ra số nữa cứ interface chi cái bit số ra số cho sam sập và anh ấy cứ chia sub interface một can VLAN lấy sam sập ok hai encapsulation dot one queue sam sập sản phẩm cho một trang port và plug từ can VLAN này ấy sam sập hai cái dương đặt IP sập này mà mất ok và to một tiết cái dương thêm mình cái dương từ và ba physical interface ở đồng nai cả person và up ba physical interface ở đồng nai cả à sub interface để chia chấm này ba physical interface nữa với ca cao đây cái dương up với ca cao thì chương đồng bay ba physical interface này đồng nai cả cái dương select physical interface đồng máu hai no shutdown bạn chân sub interface thằng pi nó không physical interface nó đừng đồng na ca đòi swipe vào bọn bạn phải to bị dương bà phải to bị dương bà physical interface ơi đồng na ca sub interface là dương ba tiếp trong đừng ấy đừng đồng na ca bàn bà đòi swipe vào bọn tại bọn đó hai cái này dương chấm nạp ở đó mũi nữa physical interface này up trâu đại hai pi cái này dương đó và khi dùng đặt IP ở physical interface nó up và cả ban pi network thì cứ tại mỗi network tai phần nọ và tại mỗi network tai phần nọ chứ đặt IP khi dùng chạm ở đó nữa rồi để chấm nắp ở đó lại nâng mình tên cứ đặt IP ở sub interface trong cả này để khi dùng pra một chiêu bài trong cả bấm lát đi bị VLAN mua được can VLAN mua tiếp đời house một thà router on a stick nè và mua sub interface sản phẩm mua VLAN nè và bà cái này dùng đặt IP ở physical interface à nó cứ pra một chiêu bài lê ấy lê cả xì hai trăm miên physical interface nó cứ chạy top từ nâng chấm luôn VLAN ok bà chân ở đây vẽ phong configuration bà nó lừa router
Mỗi tiếp đó là dân verify sub interface và chân nhưng bây giờ là nâng tính hai trăm dân phơ lại đó bạn chân đồng bay verify khi dân hai pra pia bình chia so vlan mà khi dân cho mau pre execute mode ok so vlan ấy đồng bay bằng hai pho đồng biên đồng pi Cisco IIS VLAN sub interface và bằng hai pi VLAN sub interface và xâm rạp cho mà và switch đến đấy ok chắc khi dân mơ về để dân show VLAN và dân khơi tha virtual LAN ID và virtual LAN ID nó cứ lấy xâm call VLAN lấy đọc nó đó khi dân hay phía xa khi dân khơi nhảy đọc vào được xưu phòng bay đòi pi đọc vào được xưu phía xa bỏ trắng á ok bay đòi pi đọc vào được xưu dân khơi tha VLAN trang interface chi cái bit số và số trực đọc và chân chi cái biết số và số trực đọc nó cứ chia chấm này plug một can VLAN để đọc và nó lơ rao tới cứ chi cái biết số và số trực đọc đấy hay nó lơ switch rao đường trang port và chấm này plug này VLAN để đọc thì khi miền ở IP đôi để dương ba ở đạp vào nấng ok miền ở receive hay miền transmit và vì miền sân hay receive đấy ok và hay mỗi tiết khi dương ở virtual LAN ID và LAN ID virtual LAN ID lấy sản xuất xong rạp VLAN lấy sản xuất và protocol bia có ấy trắng cũng bay đợi đọc vào xúc hay VLAN trang interface cứ bà chấm này flow sub interface là router để cho một căn trang port bỏ switch nó cứ chi cái biến số ra số cho sản xuất và cho một căn trang port bỏ bỏ switch để chia chấm này flow một căn VLAN lấy ấy sản xuất hay IP mà như khơi miền sân miền để xìu cái này dân ai số IP root nè mà số IP root này cứ đầm bay phí nất mơ routing table là lưu rào tờ và routing table cứ chia tờ rang mũi để tục cái raw network thằng ổn đại rào tờ score tờ cam network nước tam interface nè chứ cái này dân khơi nè tờ cam network nè và để chia network xâm rạp khang VLAN lệnh đọc ấy chân tao cho một cam tam ấy sub interface chi cái biết số ra số cho đọc ok hai một cam network khang VLAN sub sub ấy thì dân khơi cho mà căn ở network nâng đòi tôi làm dạng sub interface chi cái biên số ra số cho xa mấy cho xa sập ok và chân ở đây phép con đồng verify hay bật top mà đồng bay make sure tha computer nó không VLAN nó bất chỉ ai tầm nè tầm nào khi bán khi dân ai ping và computer nó không VLAN này đáp mà căn computer không VLAN này xa sập màu và sân là khơi nhờ bà slide top mình đây tha ok ca đại dương thơ bấm lát ti đầu viên VLAN mỗi tập can VLAN mỗi ta một số bài để ao chmo tha router on a stick những cứ đồng la cài ok hai cơ khi dương ai para press presser này và presser đồng bay thơ ca tam đam và pi đồng la ca nó tam lâu đồng chân phê để presser message từ đó router router được chia lại bị chẹt bỏ bên bài hà thì bây giờ tôi đo computer computer được chia lại ấy chia lại bị chẹt để sao ping lúc ta để tôi đo cô đau bạn cô đau ấy chia lại bị chẹt chắc mà sân ở miền bài hà lại ná ắt khơi cả chia lại to bị ping vậy chân pressure chân ai tam đan được bắt chiên ok tỏ ở lời chia lại to hấp nâng bà hôm nay chân coi đây chapter thì của mũi đó chân ba đi trong ba giờ cám dương đừng phơ bà lab mũi cái này dương sau pê ok, tập trung nhé, chúng ta sẽ xem sắp này tí chẳng bó bồ, ok, để xem mình chẳng bó đi xô lươn tích tầm bày khai ở tón này nhớ chẳng tí mùi khi dương dương pra legacy inter VLAN routing bà bật tốt bây chìa mật chô bài ní bồ ràn hay cả đói, in the path hay cả đói tay tại bà dù hay cả đói, ta đi qua trong bậc hai khi dương nhé ta dương thơ dương mây chế hết bà, ok chẳng dương trao ca mùi physical interface bỏ router xâm rạp mùi VLAN chẳng đối ban bằng hai nơi khăn nông rụp hiếp nít dân dân miên pi ở VLAN cứ VLAN lệch đọc khiếm đặt cho thả IT hay dân nâng assign port file xin nè xôn xâm rạp mùi đọc đọc hay nâng chi cả bit nế ok mùi tiết khi dân nâng chi cả bit xôn xâm rạp mùi ok mà mùi tiết cứ ấy chi cái biến số sáu mươi đấy, và chi cái biến số sáu mươi để to pi
switch tờ can ấy mà to với switch tờ can ở router này bà chân chi cái biết số ra mới nó còn nó nó ấy VLAN lịch đọc này hay VLAN lịch mà page ok cứ dân miên ở pi phai sẽ nên số ra đọc mới tờ đo mà page 4 hay nừng chi cái biết số ra pi mà để chi cái biết số ra pi to pi switch tờ can rào ấy rào tờ kể chân chân sống khăn mình tên cái dân à interface để to bị switch router rất trơn đặc vi ở trơn nó không VLAN để vi cầm phong tại thật nữa và cái dương đạn nó ở trơn tới cái chồng bài hà ok hai nó lên router và chi cái bit số ra số bỏ router để cho một căn switch khang ở VLAN để đọc đi dương đạn IP mà rồi cao phí mà không biết chỉ đọc chỉ muối sao lại mặc ra mà phải bốn hai chi cái bit số ra muối để cho một căn VLAN lên mà phải nít dương đạn IP mà rồi cao phí mà rồi học làm bấy cho một phần chạy mùi chẳng cái dương dương bên pi này vượt nhé mà đi này vượt vốn khang vi lan lịch đáp hay này vượt thu khang vi lan lịch mà phần mà này vượt thu này cứ mà rồi cao phí chạy mà rồi học làm bấy chạy một phần chạy ấy sồn chạy mùi nâng sạp này mắc xa một phần ấy mà một phần buồn nhé ok cái dương bà chẳng khi dân chấp nam configuration và riêng trong switch con là riêng trong chỉ VLAN là sign port ở trời máu hay router đặt tại IP ở interface chẳng phí máu cứ chỉ cả sạch hay assign IP của computer ban trong trời máu ok cứ chọc rưu này và tầm nè cho long VLAN nó cứ ai thừa bà này tỏ là khi dân mơ tự thừa là switch tầm ọc nế chẳng đại sao chỉ software chứ mà chăm bài cho tam console cho tập can tập phone tập bật ca non tập khát biết cái dương bang đợi đánh bán á và đợi thiệt bật tức ở hai bang đợi đánh chẳng ấy mà sao là chỉ ông bà con bất cái dương tao cho tam console tại đứa nước chăm thầm dây trái này chẳng cầm oi khát biết chăm ở tập bà console ấy nằm dưới thế dương bang đợi đánh mỏng chẳng dương cho đó là user execute mode này tập phone tập bật ca và switch ok chẳng cái dương cho tập đó global mode hay đặt một sầm coi mùi máu mà đặt thả S1 ok chứng suýt thưa ấy cái gì nơi là suýt cứ khóa đập bạc cát VLAN ok hai bốc nâng ấy add port tờ can VLAN mà add port mà tờ ơi VLAN cứ chỉ cả ấy mà chỉ cả sạch ok chứng đập bạc cát VLAN cái miền tiêu là chi ấy VLAN này đã lên VLAN mất VLAN lại đọc ok chứ mua thả ai chí và thiết bất tư tha ban business cái men là miền tập pin này chữ IT HR nó cái này dưới đó miền tràn còn là nó chia đồng nang ấy đó và chia đồng nang là bây dương thuê để mô và che thế và dương ta tràn vi lan vi tới dương ở miền tây liên cục còn để ok cái dương miền vi lan lên mà pay mới tiết và chúng ta HR chương dương đồ IT mà đã HR ok chương dương và cao vi lan rồi rồi này hãy dương chấp đây mà sign port ở vi lan chúng đời xa port này tam lùng đáp lùng đói cái dương là sai mà đoan trả mất á chúng interface ring ok file sẽ xuống là mũi từ đó lấy đọc ok hãy đạo vi đô vì VLAN lịch mũi và đạo VLAN lịch đọc switch port access VLAN lịch ấy đọc và tập mà interface chi cái biết xuống là mũi cái dương chạm vào rom lượng interface nó mệt tên á thì dân tao ở xa nhảy tao VLAN chân viết thật lực nồng VLAN lịch đọc cứ add vi cho mà VLAN lịch đọc add cho VLAN lịch một phấy cứ chọc lại một đoạn và anh đi có VLAN lịch phấy anh đi có VLAN lịch một phấy mình ai mua traffic cho lo ấy và network tạm dạng legacy inter VLAN routine 3 này ok chân switch port access VLAN lịch ấy đọc nhé ok chân dân ở xa port ao giờ VLAN lịch đó rồi rồi này tôi tóm máu cho đó VLAN lịch phải interface đến file sẽ nên là đọc muối tôi đo một phải bốn mà cái dân đôi bàn có xong có list ok switch port access VLAN lịch mà phải bà chạp ở đó mình tên á chi cái biến số sắp đi để to tờ ra tờ này cứ thấp nâng không nông VLAN lịch phải ok chứ cái dân chạp ở đó lại nâng đó interface chi cái biến số sắp đi switch port access VLAN layer mà phải ok chân đưa switch port nâng cứ chỉ cả sạch admin trăng và hay là router admin sub interface vì copy một chiêu bài mới tiết ở chung một thả router on ấy
on the stick intervalent routine ចឹង គ្នា យើង អាច save configuration ជាមួយ rise memory ហើយ គ្នា យើង អាច verify switch configuration គឺ show VLAN ជា ស្រ័យ គ្នា យើង អាច verify VLAN configuration គឺ show VLAN ហើយ print បាទ ចឹង គ្នា យើង ឃើញ នេះ មាន VLAN លេខ 10 IT VLAN លេខ 20 HR ហើយ បាទ status វា active ហើយ port វា ដែល យើង បាន assign មក ហើយ គ្នា យើង ចាប់ អារម្មណ៍ មែនតើ ណា bà port để to shop bị switch từ căn router miền đất nông VLAN lại đọc được hợp và hợp miền thế cứ bảy hà chẳng miền đất thì dân cứ chi cái biên số giải mùi nè ok chúng tôi VLAN lên phẩy và đôi khi này khi dân chạm vào ram mình tên port để to bị switch từ căn router ta miền đất nông VLAN lên phẩy hợp bà ok chẳng miền ok chẳng nơi là switch cứ bản năng cứ chỉ cả ấy sai à lỡ dân châu đau router thì dân bà chứ router tới khi dân con tay config interface physical interface từng pin đang móc cứ chọc vào này cứ nghi mệt tẻ nhé ok bà cho mau command line interface ok enable connect space chỉ đặt cho một môi sầm có tha all one ok hay khi dân mà lựa router con là riêng trong config interface mà con là riêng trong config interface thằng phí cứ chỉ cả sạch và chân interface chi cái bit số slash số và IP đại trang mất thì dân cứ IP address mà rồi cao phí chơi mà rồi học làm bấy chơi đọc chơi muối và xăm lên mắt thì là prám chơi thì là prám và thì là prám chơi ấy sổn và pop no shutdown ok chẳng phần năng dân mấy cái gì và phần năng bên đây tha computer nó không vi lan để đọc nè bây giờ cái dân đã IP trầm trở đó ai plati lùm hô chả cho mà bao lời chi cái biết số xa số này ok chẳng computer nó trong ban đã IP trầm trở thì dân đó thì dân bị nhật mượn tích máu ok dân kèm đạm mà đòi cao phí và hồng bây trực đọc trực phí default gateway cứ chia interface để top shop vì chia IP bỏ hãy vật chú chia sẻ chia IP bỏ physical interface này router đang to một căn port bỏ switch để thật tạo khả VLAN lệch đọc chứ cứ bỏ ấy chi cái bí số xa xôn mà rồi cao phí mà rồi học bấy chạy đọc chạy mùi chứ computer thật ở đây nó khả VLAN lệch đọc nhé ok cứ chia và default gần về biết cứ chia IP bỏ chi cái bí số xa xôn này router đang to shop một căn port bỏ switch để thật được VLAN lệch đọc ok cái này dương không đa gì cả mấy bà cái này dương bấm bay ở mà ở vậy thì dương ở xa khơi bị môn với nhá cái này dương ai trẻ khi mà bay ở đằng tây mà lực này dương và ba giờ nữa nhá mà nó khơi trẻ cái này dương và dương bay ở nghi vô máu đấy mà khi khi mà bay tích mà rồi dương miền ở đi rào tờ ok hơi switch nè, ok, đây là switch tìm mối đây là switch tìm pí computer và đây computer ok hai cái dân ở top shop máu pí computer tờ switch, pí switch tờ router pí router mà switch và pí ấy và pí switch mà computer ok, chân chân không không đai gram cái gì này cứ lồng lõm chứ này mà lồng lõm bằng này chứ này ok và kháng này cứ chia sẻ mà không đai gram cứ lồng lõm và lồng lõm bài nặng và bài pin mà đau này cứ mùi nai vừa này này ở thì họ pin mà đau này cứ mùi nai vừa to ta mày chi cái biết số ra số này hay pin mà đau này cứ mùi nai vừa tiệt to ta mày chi cái biến số là mùi đấy còn thằng nít vi lan từng pi nó nâu lờ sweet tài ấy tại mùi ở nít dương một bài vi màu sweet pi đại đời ấy đại trở lại ok chân vi lồng non mình mình đại gram nít đại dương ở xa khơi nhé mà vi lồng non đại gram nít đại dương ở xa khơi nít cứ rào ấy rào tờ nít cứ sweet ai swan nít sweet ai thu màu còn một thằng bảo dương nít vi lan từng pi nó lờ sweet tài ấy tại mùi ok chân chân bà vì vì lồng non là vì sẽ điền lịch để dưỡng đấy ok chân bản thân này với anh ấy với dưỡng con là config interface này interface này đã IP trâu mất nó lừa router này hay đã IP
computer này bạn tâm trâu máu và IP computer này trâu máu đã IP computer này bạn tâm trâu máu cứ computer nó không pin network để chụp từ cam router nó ai chạy tường bà này chứ bà diagramic bà dương bóng bài mới lùm nòm bằng này nè bà đi dương lùm nòm bằng này ok to ở lấy dương mơ pê để dương thưa ca config chỉ cái biết số tao số bỏ ô bon vào tờ này rồi rồi hay hay computer này chúng bạn đã IP trầm trầm hay chắc cái riêng IP tại connectivity và IP từ căn default gateway và riêng được khởi miền ca chạy tọt đấy chẳng pin từ căn mà rồi cao pí chơi mà rồi học trầm bấy chơi đọc chơi mũi mà cái riêng khởi miền ca chạy tọt và chẳng biết đây tha computer riêng ai plati đồng hồ chạy cho nó bao chi cái bit số sát số bảo đảm tới chương đập pin để chi cái bit số sát mũi này đập na ca tiếp miền đây thà pi network để nâng nâng pi vi lan đây để lại cái thứ ai trả lại để tới địa bàn này ok tỏ ở lớp tới đào tới cái dương tới bắt đầu thử interface mũi tiếp interface chi cái bit số sát mũi IP address mà rồi cao pi chơi mà rồi học làm mấy chơi mà thấy chơi muối và nó sập rạp cho mà vi lan lên một thấy bị là prám chơi bị là prám chơi bị là prám chơi ấy số hai ba interface này tầm là cá nó sẽ bảo ok chân phần năng chơi cá sạch cái này dương ai show IP root đầm bay mơ routing table cái này dương khơi nhờ và router score tầm pin network mà can network chơi đọc chơi số và mà tam chi cái bit số là số hai mà can network chơi mà thấy chơi số mà tam chi cái bit số là mùi chân miền pi network router score tầm pi dương assign port box switch trăm trăm tam vlan đã ip ở computer được nâng vlan tầm pi và ban trăm trăm ok ở miền tây hà ấy để tha tầm nè tầm đơn là viên ở bà vlan tầm pi nâng mình cả miền bà này chân không biết trong ban đã ip trăm trăm này hai ó cái dương đó bà default gateway mà viết cứ chỉ IP này interface bỏ router để top shop một căn port switch thật nâng nâng VLAN lên mà phải cứ IP bỏ chi cái bit zone sạc mùi điện để miền IP mà đòi cao phí mà đòi hỏng bấy cho mà phải cho ấy bà mùi chân computer nâng nâng hết vượt được phí nâng ai chạy tơ cái bà này cái dương dơ cái chọc message mùi mắt đây chỉ sót đây chỉ destination đây dương chạm vào đó mấy cà phê đời sao lượt tí mùi vì auto score my address chân bấm nơi cao để cao thương mà đầm bay sna số ma tre năng vì expire vì fail tại cái này dân pin mà xa tiền máu nên chỉ so nên chỉ destination và chắc cái này dân khơi nhảy successful và bên đây tha tầm nè tầm nông chalong vì lại nó cứ tàu ban đầm na ca ban trầm trầu để dân pra ta một chiều bài mũi hồi chiều một thà lê cả si và inter vì lại đội thỉnh còn là một chiều bài nếp trong đầm lắc này dân tích là vinh tiến á và chỉ kê đồng nai thôi và kê mình sau chỉ quay để dùng prate và sân là miền ở vlan đọc một play sam sẽ sắp ai vlan đây tới khi dừng và chụp nai cho ra mình tên từ router nâng miền interface chạy to từ nâng chụp luôn vlan và chân sai có australia hay port nữa switch nâng có australia port nữa router nâng có australia chân chi một chiều bài mới mình có và sao thì ok phần là dạng na đi còn trong bằng hai cái gì nữa và ok tỏ ở khi dân mà mơ khi dân ai mơ simulation bản đấy mà khi dân mơ simulation mà trong pi computer tới bị chun từ switch đấy hay switch bị chun trên ta mời chi cái bit số là mùi đấy chi cái bit số là muối bị chun tới chi cái bit số là số đấy hay chi cái bit số là số từ tôi bán bị chun trên ta chi cái bit số là mùi ok hay chỉ biết số sáu mươi đấy, bị chun mà chỉ biết số sáu mươi là sweet hay sweet bị chun mà ấy nè, bà ta mở file sẽ số sáu đập mùi đi, ok, chân văn kinh mà đào cụ đào, đây là tôi bán frame nâng mà tre của bảo vi ip của bảo vi bị chia bị chạy bên thà bị bàn tờ tua đấy, bà chân gì là kinh thà ca và slide tệ tờ nó cứ ấy chụp chỉ bà sạch sụp đấy, ok, tỏ lơ màu dương kia đại hơi hơi dương nơi lại mùi tiết xoay tọp mì riêng dính bà bẹp con nâng ở mặt sâu bay đại kê bây giờ dùng prai chiếc đồng ca đồng lạc ti bì vi lai mùi từ can vi lai mùi đòi prai router nâng kì ai chứ mô tha
one sub interface per VLAN. Chân mùi sub interface bà rao tớ cứ xâm rạp mùi VLAN. Mà chú bài ní kia kia pra interface và physical interface bà rao tớ tại mùi gì. Cô là dân chai chia chùm này tôi tội. Ok, chai chia chùm này tôi tội nhé. Ok. Và dân chai chia chùm này tôi tội. Ok, chân kia dân mơ đôi ba bằng hai ní. Chia cái biết xôn xa xôn bà hỏi bà bà rao tớ này nè. Và dương đường chai VGP chùm này xâm rạp VLAN lấy đắp xâm rạp VLAN lấy phẩy chân chi cái biên xôn xa xôn chạy đắp và xâm rạp VLAN lấy đắp hay chúng ta IP mà rồi cao tí mà rồi học làm bay chạy đắp chạy mùi xâm phẩy bốn và chúng ta bằng cho ta xâm rạp VLAN lấy đắp hay trâu ai vì trâu shop vía và phía xa bằng viết trâu đọc vào chú đọc và đọc vào chú đọc cứ support một trang phòng này và chân trang phòng này phía xa viết cứ ấy đọt vào được chủ đấy và chân trong từng song khang nâng trâu tại prime protocol đôi khi tiếp ai và sai tại tờ kia bản đôi khi bản lượng lại một lần chậm hai sub interface mới tiếp cái dường cứ chi cái biết số phát số chuẩn một phẩy để dường đã ip mà nói cao pi mà hồng bay chuẩn phẩy chuẩn muối chỉ mới sub để mà làm phẩy bốn và anh cứ sầm rạp vi lai lệnh phẩy trâu cho vi đọt vào được chủ một phẩy và đọt vào được chủ một phẩy đấy ok bản chân nâng nâng lưu ra tới dường thu sub interface phần nâng mơ chỉ cả sách hay bản nâng lượng switch khi dùng trâu riêng chăm ở VLAN hay đặt port để to vì switch từ router chỉ ấy chỉ trăng là chọc đường tắt ở lúc chúng tôi là switch mất bà để sao mau như khi ấy chân sâu tí đó mà ta này áp dụng của máy nick đi dùng để sao tay thì dùng thua được pi VLAN đấy ok và trên cái chỗ mà global configuration mode mode đặt một switch mode tha ở i2 ok, khi dân chạp đang thua VLAN nhé, chẳng lỡ switch ra thua VLAN ok, hai nâng ấy trăng và trăng port để to cho bị switch ra router nâng nhé, ok, chẳng VLAN dân miễn bị khi dân VLAN lịch đọc name IT hay VLAN lịch mà page mà name HR ok và tôi mới khi dùng assign port ở VLAN trên interface range đôi trong trong assign đôi bà live hàng lấy đá nó khi dùng đấy bà đôi live hàng legacy đá và trên interface range file snap zone ra mũi từ đó dot dùng đại cho trong VLAN lấy dot switch port access VLAN lấy dot ok hay interface range file snap zone ra dot mũi từ đó mà thầy bốn ok, switch port access VLAN lệch mà page ok, hãy khi dùng select chi cái bit số là mỗi đại chỉ trăng mà tạo mất khi dùng thuật trăng ok mà trăng nằm bay miền chùm này plan tạo can cục vi ấy VLAN chân interface chi cái bit số là mỗi switch port mode trăng ok switch port một chẳng chẳng nên là switch dương thua bản năng chỉ cao sạch nên dương ai save configuration cứ rise memory nên dương ai bị nất mơ bỏ đồng miên bị VLAN số VLAN brief ok nên dương khơi miền VLAN đổi về dương chọn bán hay nên dương ai bị nất mơ trắng show interface trắng đây ở tâm trắng ở tâm bàn và cao đồng lời đi đời xa nên dương hàng trang port chỉ biết số sáu mươi bảy để to mà router nó cứ router đi bật á chân là toàn ba người này chân hai ba là cái dương số trắng bật khơi nhỉ ok to xịt và nâng tính tiếp chạm nhưng mà số trắng một hai ở lời dương số đau lại router và router cái dương thưa sub interface và cái dương router thưa sub interface mất to ok chân cho tập can global mode mà enable conf space t đã cho một router mới mà hostname or two ok chân chắp đa mở thử chân tìm mối chân ba hỏi tầm năng ca physical interface ở hỏi interface chi cái biết xôn ra xôn mà khi dân ai thua sắp interface môn có ban
bạn ơi tập nào ca physical interface muốn các bạn là lớp chấm bạn ơi tập nào ca physical interface muốn đấy ok khi dùng tập nào ca đã IP ở phía đấy và đã IP ở nó cứ ban tại mùi này với vậy ok chấm khi dùng bạn về tập nào ca mất no chập đó và tập to mất khi dùng chập đam riêng trong sub interface và chập đam với sub interface và hay dân đang thấy mùi sub interface cứ smart đồng mùi vi lẻn đấy và xâm rạp mùi vi lẻn mà xâm ấy mùi vi lẻn ok và đi khó khiêm nốt xâm có là cái này dưới nè và chân interface chi cái biên xôn slash xôn chất đọp nè mà hết đây là chất đọp tại sao cái này dưới miên vi lẻn lệnh đọp á nè vi lẻn lệnh đọp chả nó cứ chia một chút interface xâm rạp một can vi lẻn lệnh đọp chẳng cái dương khơi nhảy interface chi cái bit son tra son chạy đọc và chỉ sub interface nó change state to app ok protocol nó lên interface nó change state to app này chẳng để sub thì sao bọc thẳng này dot work sure hay sub interface nó tao cho một thẳng chẳng tao encapsulation mà encapsulation đại cái dương dot work sure và dot work sure cứ chỉ chia phía xa bọc và VLAN và virtual LAN cứ VLAN và chia phía xa bọc trăng nó phải để dân riêng trong V ấy VLAN này. Chứ dot one Q hay đại mà đã VLAN ID và VLAN ID chứ VLAN ID nó khi dân mẹ trẻ đã ấy. Cứ dân đã mà đại sao sub interface nó sống rập một căn VLAN lấy đọc chứ ta đã VLAN ID cứ cứ VLAN ID lệch đọc nè mà để sao sub interface nó xâm rạp cho một trắng lấy VLAN lệch đọc ok chân đã lệch đọc mà ok to mà đã IP ở sub interface nó IP address tam xâm rạp tạm ở đi máu mà rồi cao pí chạy mà rồi học trầm bấy chạy đọc chạy muối sub lên mắt bây giờ pram bây giờ pram bây giờ pram chạy ấy so chân virtual interface muối nước trong ban riêng cho ok virtual interface muối tiệt cái gì chi cái biến số ra số cho ấy mà phải và ok chẳng như khơi interface via của app protocol nó lên interface của app hay trâu shop với chị đọc bọn chú đồng bây chơi top một trang này xâm rạp một trang pop chấm này này plan một can vi lại lên của phê nè chẳng encapsulation đọc bọn chú mà phải hay đã IP ở interface đang móc mà rồi cao phí mà rồi học bấy cho mà phải chất muối bây giờ pram chất sổ ok chân tập nâng chỉ cao sạch nhé khi dân ai verify bán show IP root và show IP root chân khi dân khơi bà pi này vượt nâng mà router score từ pi một căn này vượt nâng cứ tam sub interface nâng dì khơi này vượt mà nói cao pi mà nói hồng bay chất đọc chất sổ và top shop là toàn nhé tam dạ vật chua chia sẻ sub interface chỉ cái biết số sao số chạy đọc và bên đây tham bảo can ở network nâng router và chun chanh ta mở và sub interface chỉ cái biết số sao số chạy đọc để chia chấm này tối mùi nâng nông chỉ cái biết số sao số để chia physical interface này hai một can network một đôi cao pi mà không bây chân phê chạy sổn mà cứ trâu mà ta mở sub interface chỉ cái biết số sao số chạy mà phải chia chấm này tối mùi nâng nông chi cái bit số sạc sổn chân router score tiền ấy score tiền phí khi dân xem configuration lửa router máu rise memory ok khi nhóm ai khi dân mơ lửa switch tịch nhé khi dân mơ trang port lửa switch một nâng dân số trang ngọt khởi nhé đại xa dân up to 3 ba interface lửa router ok chân khi dân ai show interface trang và xa tiết khi dân khởi nhé chi cái bit số sạc mua chi và move on encapsulation tầm bay rồi p dot one shoot status trang khí native vlan cứ vlan lệch mùi chắc cái dương khơi nhờ port đó nè vlan allow on trang cứ maximum ban the whole dollar mà pon pram vlan và nè không chạy sai tới dương biên bay vlan này cứ vlan lệch mùi lệch đáp hay lệch ấy lệch mà phải chắc đời xa phía xa bọc trang dot one shoot đó nè ban được sub interface bởi router dân tự điệp chọn vị trí dot one ấy dot one two bản chân tập tiếp khi dân đặt IP ở ban trầm tử
nay computer không VLAN tận pin này, bà chân computer không VLAN này đắp mà cứ cho tam vậy sub interface chi cái biết số sao số chạy đắp vậy chân IP biết mà nói copy mà nói không bay chạy đắp chạy pì đấy kiểm đặt chạy đắp chạy pì hai default gateway một việc cứ chỉ IP này sub interface sầm rap plug một cái VLAN này đắp mà nói copy mà nói không bay chạy đắp chạy mùi chắc cho bạn đã trầm trầm hết không chân bằng hai cái gì ok giờ cứ cho bạn đã trầm trầm hết mà computer nó không VLAN này một phí mà cứ cho tam vậy mà sub interface chỉ cái biết số sao số chuẩn phí này là biết IP mà nói cao phí mà không bay chuẩn phí chuẩn mùi chân anh đang chia default gateway một việc chân khi bạn đã IP với chuẩn một phí chuẩn phí và default gateway chuẩn một phí chuẩn mùi ok chân bạn trầm trầm hỏi chân cái riêng ai thưa cả testing ping nhé làm bay bật chạy tha tầm nè tầm nào chalon VLAN bật chìa cao miền mạng mà bật chìa cao miền mạng nhé ok và chân cái riêng ping và ping tại computer nó không VLAN lịch phải dân sao không computer VLAN lịch đọc nhé mà rồi cao pí cho mà rồi học trầm bấy cho mà phải cho pí và cái riêng chạm mưa là tập phó nhé và chạm mưa là tập phó được học nhé và chân khi mà đón tham áo cầm áo ọc sinh khấm ở đây xa lực tìm mùi rồi xa đôi khi bàn dây chân ở toàn score mà ai trẻ chân việc việc đồng nào ca này ca xin áo xong mà ai trẻ expire và tham áo khi dân pin mà xa tiết khi dân khơi nhảy chốt chơi mà đòi phía rồi chân pin cái pra đồng bây tắc mà chìm thi bị chậm mạch và chọn một kháng một kháng chậm mạch một kháng tiệt và xin là miên pa nhà lại ná áp đăng thả pa nhà nó ngồi bà có thể chân bật dân trong tam đam đồng nào ca bị phố bà đau cô đau tạm phá lâu nó khi ai pressure và đôi mê riêng dương bằng hái nhá mà khi dân ai pressure và chân pressure bên việc tơ đau router và router chlai bên tơ đau computer cô đau computer cô đau chlai và chân bà xanh ớt khơi nhờ computer cô đau chlai thì ở tí hoa tha connection lại đi miên bảnh hà và chân khơi nhờ router chlai chân ớt khơi computer cô đau chlai chân dân ai xanh ớt than thả problem ai ca lăng lại nà chân khi dân ai xanh bong pressure và pressure mà rồi cao pí cho mà rồi học trầm bấy cho mà pay cho pí đó dân dân chờ lời villa này đáp pressure mà công tơ villa này pay chẳng phải là vì màu bị chênh máu chênh bị computer đang bao xít viết bị chun tam trắng đi chậm này flow tập can villa này đáp chân rao tới từ tôi ban tam vậy sub interface chi cái bit số sao số chạy đáp vậy miền IP mà rồi cao pí mà rồi học bấy chạy đáp chạy mùi chân dân đừng khơi rao tới chạy máu tạm cho IP mà rồi cao pi mà rồi hồng bay chạy đọc chạy mùi nhé ok ok chân khi đi dân đôi khi mà lực lao chứ nè và bên đây tha cái chọc tên lấy chúng ta trắng ta tam sub interface và trắng chậm này trắng lịch đọc này trắng ít cứ trao kia sub interface chi cái biết số ta số chạy đọc lửa rào tờ ok hai phía rào tờ và chút mất cứ ta mới ta mở chi cái biết số ta số chạy phê chậm này cloud này và sub interface một cam VLAN lệnh phê đi ok hai bên mà đo computer này và vì được slide prap giờ kênh computer này IP mà rồi cao pi mà hồng bấy cho một phê cho vậy pi ok chứ pressure cứ việt tam ban môi đồng nạc cao mà đo môi đồng nạc cao mà đo pin đô tra để đo cô đáo bàn cô đáo slide và sân là miên panh hạc lại nè ập đăng này chứ mà chưa bài đồng ca tam đàn thật tác bằng hạ cả lại lại nát của tài trả sở ở đây còn là trong phía trạng tính nhé chân ở đây để chia chúng nó sống khăn sống rạp ngay nít đi dường nè trong ở kia dương chế và cứ trả router on the stick interview là được và kia dương chấm nạp ở rộng lửa nâng bền tế rồi xa ca trả tổng lệ tổng đầu chlo VLAN và đòi trả router phía trạng và cứ kê pra router on a stick inter VLAN routing đời xa mà chưa bài đi vì bà xa dương pra interface bỏ router tại mùi ok chẳng dương mới chụm lên tầng xa chụm lên tầng port nửa switch tầng router nế hai ai mu traffic long cut ở VLAN tràn bản mà tơ tam đồng rau ca trăm bài bà dương hay bà mà chưa bài legacy đi nên dương khơi nhập biện legacy đang dương đăng rồi ok và nick cái pra bây giờ tây tại cá lên phải chỉ bón cứ một chiều bài đi ok chân median nick dương bắt chọc và phần nắng đấy hơi lười máu cái dương tích và ok và số cơm tắc cái dương chọc median đi hơi ai ai giờ từ pra nơi lười càng như chạy sai mà dương và cả bậc cả VLAN cả sai port ơi VLAN cả riệp chom ơi
tập nét nó xong vì lại này đang chân khi mà chọn việc phần hay mau cao dân châu là mê riêng thầm mày ok chân ngọc quân chụp bộ ca châu rùa bỏ đẹp nó dân chụp nê ta mà bà mau cầm nọp ở dưỡng nè bà ngọc quân.